bạn, hôm nay mình cũng tiếp tục ghé khu vực Bảy Búa để mà thưởng thức cái một cái quán bán nem, nem cuốn như vậy là nem phần đó các bạn ạ. Thì mình cũng nghe ở đây người ta giới thiệu quán này cũng rất là ngon nên là mình cũng ghé để review cho các bạn xem và thưởng thức ở đây họ bán ngon. Thì mong các bạn sẽ ghé cái quán ở đây và ủng hộ chị ha. Quán này nằm ở trước cái quán, trước cái tiệm điện nè, cửa hàng Quốc Huy, cái chỗ dây cáp điện Vĩnh Thịnh Quốc Huy nè, trước cái shop Quỳnh Chi ở ngay ngã ba Bảy Búa, đây góc lộ 26. Thì cái quán đây họ bán nem đây. Rất là ngon. Mình review các bạn xem cái nem ở đây rồi đấy. Đây các bạn coi nem này, bán một ngày, cái số lượng một ngày bán rất là nhiều. Đây, nem này là nem Ninh Hòa. Còn nem đây là nước Hà Gia. Anh hay ghé đây mua không? Đi làm nước lâu lâu cũng khổ. Lâu lâu anh cũng ghé bán đây ha. Thì cũng có nhiều khách hàng là khách ruột ở quán này luôn. Anh về anh coi cái kênh YouTube, vô trong YouTube gõ hay Sumo Lock rồi ra cái kênh của em liền. Đây anh em, đây một ngày số lượng bán nem rất là nhiều. Cái hộp nem này, một hộp nem này bao nhiêu tiền chị? 60 ngàn. Một hộp này 60 ngàn. Nem này, nem Ninh Hòa này rất nổi tiếng, nổi tiếng lên cả nước luôn. Ở ngoài Bắc Sài Gòn họ vẫn đặt nem ở đây. Một ngày chị bán hết như đây luôn các bạn ạ. Mấy ông em cũng đi nhiều chỗ khác ra ăn thấy nem Ninh Hòa mình cũng tuyệt vời. Nem cuốn của chị là bán cái nồi nước sắp đây rất là ngon. Xin cái nồi nước chấm đi rất là tuyệt vời. Chấm rất tuyệt vời. Em mua ở đây mua nem thì có cái combo kèm theo là có tỏi nè, ớt và nước chấm nem này, nước chấm nem này rất là tuyệt. Có chua chát chua luôn. Bên đây là cái bắp. Nó chấm rồi kìa, chấm rồi rất là ngon. Chị em đây là nem nướng nè, ngày nướng đây còn mấy ký em ha? Ngày hả? Một ngày số lượng chị bán là 10 ký nem nướng đây là cũng nhiều chứ, 10 ký là nhiều ha. Ngày kiếm 5 triệu. Có anh gần đây nói là một ngày chỉ kiếm 5 triệu. Một ngày 5 triệu tiền bán nem, quá tuyệt vời. Ngày nem cuốn xong rồi vào đây. Khách hàng cuốn họ mang về. Hộp nước mắm này. Đây, khách hàng họ cũng mang mua về. Quay cái này cho nó quay.
Đây là một phần khách mua về hả chị ha? Mua về. Còn có chuối là chuối ngâm chua nè. Ở cái quán ít, quán ít cái người ta có cái chỗ cái chuối hột ngâm chua này ha. Cái chuối hột ngâm chua này. Đây lại là chị này bán là tay rất chuyên nghiệp. 30 năm rồi mẹ. 30 năm hả chị? Chị quán rất chuyên nghiệp. Bé hồi chưa có gia đình rồi. Chị bán rồi hồi kỳ mà chủ quán đã chia sẻ rằng là bán cái thời mà chưa có gia đình rồi. Mà đến bây giờ nay con 22 tuổi rồi. À, con 22 tuổi. Tức là bán trước khi là người còn con gái à. Bây giờ đến bây giờ luôn rồi. Đây một phần. Một phần gì là bao nhiêu tiền hả chị? 30.000. À, một phần này là một phần 30.000 á các bạn ha. Phần 30.000 này còn có cái râu này, với lại là cái tráng cuốn chiên giòn, với lại là cái nem này rẻ, rất là rẻ. Ở đây mình thấy cái nước chấm kia là cô chị làm rất là ngon, mình rất thích cái nước chấm. Cái nước chấm nem này không phải là họ mỗi cái chủ quán họ sẽ có một cái bí quyết riêng. Thì công thức thì cũng như nhau nhưng mà mỗi cái quán có một cái bí quyết riêng họ làm nữa, thế là ngon hơn. Chấm hết con trẻ quẩn còn. Dạ sao chị ạ? Còn có chảy nước. Tức là ăn chấm hết con trẻ quẩn còn đặt xương cho không có chảy nước. Wow, tuyệt vời á. Bí quyết của chị nói rằng là cái nước của chị nấu là không có bị chảy nước. Nó 3 ngày cũng không sao. À, bỏ 2-3 ngày chúng ta vẫn ăn được. Nếu bảo quản tủ lạnh thì cũng bỏ được, cũng được tuần 10 ngày nửa tháng gì ha. À. Đó là cũng có một quy quyết riêng. Đây là một phần nem. Thấy cái nem này bán rất là tuyệt vời. Đây phần ông đi gửi. Rồi đây sao mà đây? Khách hàng đến đặt 3 phần. Nãy giờ ông anh đây ông chờ lâu. Em tự nhiên tay chút trước rồi bác trước còn tay chút sau bác sau. Giờ anh tới trước này trước liền. Đúng rồi. Thì mình mua về mình nhậu ha. Dạ đúng rồi. À, mua về nhậu. Chiều anh em cũng lao động mà. Dạ. Mua về uống giấy mỏi. Đúng rồi. Thì cũng người lao động ở đây họ vẫn biết cái quán này bán rẻ ngon. Thì họ vẫn chọn cái quán này để mà dạ. Đi đến mua một hai phần em về. Để chiều anh em nhảy mỏi. Dạ. Ừ. Chiều bốn anh em làm 50.000 với 20.000 rượu thì mình quân không có tiền đâu. À đúng rồi. Còn giấy mỏi mai làm chiếc cho. Mua chưa đến 100.000 nem với lại là chưa đủ với 20.000 rượu nữa, 1 lít rượu nữa, quá tuyệt vời. À, cảm ơn anh đó, chào anh ha. Dạ. Sau các bạn có đi ghé qua cái địa chỉ vừa rồi mình nói thì ghé mua nem ủng hộ chị tên chị gì ha? Chị Quyên, quán chị Quyên nằm ở ngã ba Bảy Búa, đường quốc lộ 26 đối diện quán Quốc Huy, với lại là cái shop Quỳnh Chi đã mua ủng hộ chị ha. Ở đây thì chị có bán nem nè. Nem này nem là bán chất lượng, mình đến mua rất chất lượng. À, nem nè, với lại là có thể mua xong chúng ta sẽ đi dã ngoại đó, chúng ta có thể ghé chị là mua phần nem này, chúng ta trang trí thêm hoặc là trang bị thêm cái ẩm thực trong cái hành trình của mình thì cũng rất là tuyệt vời. Khách đến đây cũng rất là đông, chị làm liên tục. Một ngày không anh vừa rồi ổng cũng nói chị là anh tính giùm chị luôn một ngày 5 triệu. Một ngày tính cho chị 5 triệu. Ngày lễ rồi mười mấy ký. Ngày lễ là bán khoảng 15-20 ký chị ha. Ngày lễ có thể bán được 20 ký. 20 ký. Ngày lễ là chị cũng chia sẻ là ngày lễ có thể bán được 20 ký nem đó các bạn ạ. Rất là tuyệt. Hàng này chị cũng dùng xong rồi cũng ghé thôi.
xin phép anh chị ha. Ở đây anh chị hay ghé quán này ăn hả? Lâu lâu cũng ghé. À ghé ha, không có dịp ghé qua đây qua đường anh em ha. Anh em đây rất tuyệt vời. Hai vợ chồng mới đi làm về hả? Dạ. Dạ. Đây hai vợ chồng cũng đi làm về, hay ghé quán đây là các bạn à. Rất là tuyệt. Cũng ghé ủng hộ chị quán này. Không gian đây mình công nhận rất là mát. Rất là mát. Cảm ơn hai vợ chồng ha. Cái phần này là cách gọi hai phần hả chị? Ba phần. Ba phần. Các bạn coi ba phần nè. À, để nói chuyện với cặp vợ chồng bên này mình quên quay các bạn xem ba phần nem á, các bạn thấy một cái quý vị to chà bé và cái phần nem 30.000 được một phần nem, ba phần nem 90.000. Mình nghĩ rằng là hai người chắc ăn không hết, ăn yếu phải 4-5 người ăn. Ở đây 4-5 người ăn. Còn đêm này 4-5 người ăn mới hết. Mình kết thúc video từ đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và có dịp các bạn ghé ở đi qua khu vực Ninh Hòa, có đường quốc lộ 26 đi lên Đắk Lắk thì ghé quán của chị Quyên, ghé ủng hộ chị ha. Chị thấy cái nồi nước súp cho chị rất là ngon. Cảm ơn các bạn. Nhớ một lượt subscribe, đăng ký và chia sẻ ở dưới để cho mà mình có cái những thiếu sót để mà ra những video đẹp hơn nữa. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn lại những clip lần sau ha.